Thi Thiên 46. Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của chúng con. Ngài hằng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn. Vì vậy, chúng con chẳng sợ hãi dù đất biến đổi, núi rung chuyển và bị quăng vào lòng biển. Dù nước biển ầm ầm sôi bọt và các núi rung chuyển vì địa chấn. Có một dòng sông, nước nó làm vui thành của Đức Chúa Trời, là nơi thánh, chỗ ở của Đấng Chí Cao. Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy, nó sẽ không bị rung động. Vừa rạng đông, Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó. Các dân náo loạn, các nước rung động. Ngài lên tiếng, đất liền tan chảy. Đức Giê-hô-va hoàng quân ở cùng chúng con. Đức Chúa Trời của Gia-cốp là nơi nương náu của chúng con. Hãy đến, xem các công việc của Đức Giê-hô-va, sự hoang tàn mà Ngài đã làm trên đất. Ngài dẹp yên giặc giả cho đến tận cùng trái đất, bẻ gãy cung, chặt giáo ra từng mảnh và đốt cháy các chiến xa. Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ được tôn cao trong các nước. Ta sẽ được tôn cao trên đất này. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng con. Đức Chúa Trời của Gia-cốp là nơi nương náu của chúng con. 2 Timôthê đoạn 4. Trước mặt Đức Chúa Trời và Đấng Christ Giê-xu là Đấng sẽ phán xét người sống và kẻ chết. Và vì sự hiện đến của Ngài và vương quốc Ngài, ta khuyến cáo con. Hãy truyền giảng lời Chúa, hãy kiên trì dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh. Hãy thuyết phục, khiển trách, khích lệ với tất cả lòng nhẫn nhục và tinh thần dạy dỗ. Vì sẽ đến một thời điểm người ta không chịu nghe giáo lý chân chính, nhưng theo tư dục mà quy tụ nhiều giáo sư quanh mình để được nghe những lời êm tai. Họ bẹp tai không nghe chân lý mà hướng đến những chuyện hoang đường. Nhưng về phần con, hãy tiết độ trong mọi sự, chịu đựng gian khổ, làm công việc của nhà truyền giảng tin lành và chu toàn chức vụ của mình. Về phần ta, ta đang bị đổ ra như làm lễ quán, giờ qua đời của ta gần rồi. Ta đã chiến đấu trong một trận chiến anh dũng, đã hoàn tất cuộc chạy đua, đã giữ được đức tin. Từ nay Mão Triều Thiên Công Chính đã dành sẵn cho ta. Chúa là thẩm phán công minh sẽ ban mạo ấy cho ta trong ngày đó. Nhưng không chỉ cho ta mà cũng cho tất cả những ai yêu mến sự hiện đến của Ngài. Hãy cố gắng đến với ta thật sớm, vì đây ma do ham mê đời này đã lìa bỏ ta và đi qua Thessalonica, Cretsen, sang Galati. Còn Tít thì đi Damiti rồi. Chỉ còn một mình Luca ở với ta. Hãy đem Mark đi theo với con, vì Mark rất hữu ích cho chức vụ của ta. Ta đã sai Tychicơ đi Epheso. Khi con đi, nhớ đem chiếc áo choàng mà ta để lại tại nhà Cabot thành Troas và sách vở nữa, nhất là những cuộn sách bằng giấy da. Alexander, thợ đúc đồng, đã làm hại ta nhiều lắm. Chúa sẽ báo trả hắn tùy theo việc hắn đã làm. Cả con cũng phải cảnh giác người đó, vì hắn quyết liệt chống đối lời rao giảng của chúng ta. Khi ta biện hộ cho mình lần thứ nhất, không có ai ủng hộ ta cả. Tất cả đều bỏ rơi ta. Xin Chúa đừng chấp trách họ. Nhưng Chúa đã đứng bên ta và ban năng lực cho ta để ta có thể rao truyền tin lành một cách chu toàn cho tất cả dân ngoại đều nghe. Và ta đã được giải cứu khỏi hàm sư tử. Chúa sẽ giải cứu ta khỏi mọi điều ác và đem ta vào vương quốc thiên đàng của Ngài. Cầu xin vinh quang thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Kính gửi lời chào Beritsin và Aquila cùng gia quyến Onesiphora, Erat còn ở Corinto, còn Trophim đang bị đau nên ta để ở lại Mile. Con hãy cố gắng đến trước mùa đông. Obulu, Buden, Linus, Claudia cùng tất cả anh em gửi lời chào thăm con. Cầu xin Chúa ở với tâm linh con. Cầu xin ân điển ở với anh em. Esai đoạn 45. Đức Giê-hô-va phán về Siru, người được sức dầu của Ngài như thế này: ta đã nắm lấy tay phải của người để người chinh phục các nước trước mặt mình. Ta sẽ mở thắt lưng các vua,
mở các cửa thành trước mặt người và khiến các cổng không còn bị đóng kín nữa. Chính ta sẽ đi trước mặt ngươi, sang phẳng các đường gập ghềnh, phá vỡ các cửa bằng đồng, bẻ gãy then cài bằng sắt. Ta sẽ ban cho ngươi các kho báu bí ẩn của cải chứa trong những nơi kín đáo, để ngươi biết rằng chính ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel, Đấng đã gọi đích danh ngươi. Vì Gia-cốp đầy tớ ta, và vì Israel người mà ta đã chọn, nên ta đã gọi đích danh ngươi. Ta đã ban cho ngươi một tước hiệu dù ngươi không biết ta. Ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác. Ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác. Dù ngươi không biết ta, ta sẽ thắt lưng ngươi, để từ đông sang tây người ta được biết rằng ngoài ta không có đấng nào khác. Ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác. Ta là đấng tạo ra ánh sáng và dựng nên bóng tối, làm ra bình an và dựng nên tai họa. Chính ta, Đức Giê-hô-va, là đấng làm mọi điều này. Hỡi các tầng trời, từ trên cao hãy tuôn sương mốc, hãy để mây đổ mưa công chính xuống. Đất hãy nở ra để sinh bông trái cứu rỗi, đồng thời sự công chính cũng nảy mầm. Ta là Đức Giê-hô-va, chính ta đã dựng nên điều đó. Khốn cho kẻ tranh cãi với đấng tạo nên mình, nó chỉ là một bình trong các bình bằng đất. Đất sét có thể nào hỏi thợ gốm là người nặng ra nó rằng ông đang nặng ra hình gì, hoặc nói sản phẩm tay ông làm ra không được khéo. Khốn cho kẻ dám hỏi cha mình ông sinh ra cái gì, hoặc hỏi mẹ bà mang nặng đẻ đau làm gì. Đức Giê-hô-va, đấng thánh của Israel, là đấng đã làm ra Israel phán thế này: hãy hỏi ta về những việc sẽ đến, hãy bảo ta về các con cái ta và về công việc của tay ta. Chính ta đã làm ra quả đất và sáng tạo loài người trên đó. Chính tay ta đã dương các tầng trời ra và truyền lệnh cho các thiên thể. Chính ta đã khiến người này nổi lên trong sự công chính và làm cho mọi đường lối người bằng phẳng. Người sẽ xây lại thành của ta và phóng thích kẻ bị lưu đày của ta, mà không đòi giá chuộc, cũng không cần quà cáp. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va phán thế này: tài sản của Ai Cập, nguồn lợi của Cốt và người Sa-bê, người có vóc dáng cao lớn, đều sẽ về tay ngươi và thuộc về ngươi. Họ sẽ bước theo ngươi, mang xiềng mà đến. Họ sẽ quy lị trước mặt ngươi, nài nỉ và nói: thật, Đức Chúa Trời ở với ông. Ngoài Ngài không có đấng nào khác, không có Đức Chúa Trời nào khác. Lại Đức Chúa Trời của Israel là cứu Chúa. Ngài thật là Đức Chúa Trời ẩn mình. Tất cả những người làm hình tượng phải bị xấu hổ, sỉ nhục. Họ cùng nhau rút lui trong sự hổ thẹn. Còn Israel được Đức Giê-hô-va giải cứu, với sự cứu rỗi đời đời, cho đến đời đời vô cùng. Các ngươi không còn bị xấu hổ, sỉ nhục nữa. Vì Đức Giê-hô-va là đấng đã sáng tạo các tầng trời, là Đức Chúa Trời đã tạo nên quả đất. Ngài làm ra và lập vững nó, chẳng phải sáng tạo để bỏ hoang, nhưng làm nên để con người ở. Đấng ấy phán thế này: ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác. Ta không nói một cách bí ẩn, chẳng phán trong vùng đất tối tăm. Ta chẳng từng phán với dòng dõi Gia-cốp rằng các ngươi tìm ta là vô ích sao. Ta là Đức Giê-hô-va, đấng phán điều công chính, truyền dạy điều chân thật. Hỡi những người lãnh nạn của các nước, hãy tập hợp lại và đến, hãy cùng nhau đến gần. Những kẻ khiêng tượng gỗ khấn vái với thần không cứu được ai, thật chúng không hiểu biết gì cả. Vậy hãy loan báo và hãy bảo chúng đến gần, hãy bàn luận với nhau. Ai đã nói cho biết điều này từ trước? Ai đã tiên báo từ nghìn xưa? Chẳng phải chính ta là Đức Giê-hô-va sao? Ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác. Là Đức Chúa Trời công chính và là cứu Chúa, ngoài ta không có đấng nào khác. Hỡi tất cả những ai ở các nơi tận cùng cõi đất, hãy quay về với ta và được cứu rỗi. Vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Ta đã nhân danh chính ta mà thề, lời công chính ra từ miệng ta sẽ không bao giờ trở lại. Mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt ta, và mọi lưỡi sẽ nhân danh ta mà thề.
Người ta sẽ nói về ta rằng chỉ ở trong Đức Giê-hô-va mới có sự công chính và sức mạnh. Và người ta sẽ đến với Ngài, mọi kẻ nổi giận cùng Ngài sẽ bị hổ thẹn. Nhưng trong Đức Giê-hô-va, tất cả dòng dõi Israel sẽ được xưng công chính và được vinh quang. Ê-sai đoạn 46. Thần Ben gục xuống, thần Nebo ngã quỵ. Tượng của chúng phải chở trên loài thú và súc vật. Những tượng các ngươi thường khiêng trở thành gánh nặng đè trên những con vật mệt nhọc. Chúng cùng ngã quỵ và gục xuống, không thể cứu gánh nặng trên lưng. Và chính chúng cũng bị lưu đày. Hỡi nhà Gia-cốp và tất cả dân sót của nhà Israel, hãy nghe ta. Ta đã mang nặng các ngươi từ khi còn trong lòng mẹ, bồng ẵm các ngươi từ lúc mới sinh, cho đến khi các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc. Ta chính là đấng luôn gánh vác các ngươi. Ta đã tạo nên thì sẽ còn bồng ẵm các ngươi. Ta sẽ gánh vác và giải cứu các ngươi. Các ngươi so sánh ta với ai và kể ta bằng ai? Các ngươi đối chiếu ta với ai để thấy chúng ta giống nhau? Người ta lấy vàng trong túi ra và lấy cân mà cân bạc. Họ thuê thợ bạc đúc một thần rồi cúi xuống thờ lại. Họ vác tượng ấy trên vai và đem đi, đặt tượng vào chỗ nó và nó cứ đứng đó. Tượng không thể rời khỏi chỗ nó. Nếu có ai kêu cầu thì nó chẳng trả lời và không thể cứu họ khỏi tai họa. Hãy ghi nhớ điều này và hãy suy xét. Hỡi những kẻ phạm tội, hãy nghĩ lại. Hãy nhớ lại những việc trước đây, từ thời xa xưa. Vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. Từ ban đầu, ta đã báo trước việc cuối cùng và đã nói từ thuở xưa những việc chưa thực hiện. Ta đã phán kế hoạch của ta sẽ thành tựu và ta sẽ thực hiện mọi điều ta muốn. Từ phương đông, ta đã gọi một con chim săn mồi. Từ xứ xa xăm, ta gọi người thực hiện kế hoạch của ta đến. Điều ta đã phán, ta sẽ hoàn thành. Điều ta đã hoạch định, ta sẽ thực hiện. Hỡi những kẻ cứng lòng, hỡi những kẻ xa cách sự công chính, hãy nghe ta. Ta đem sự công chính ta đến gần, nó chẳng ở xa. Và sự cứu rỗi của ta sẽ không trì hoãn. Ta sẽ đặt sự cứu rỗi trong Sion cho Israel là vinh quang của ta.